Sáng ngày 27 tháng 12, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm An, thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết, trên bờ biển của phường vừa phát hiện một xác tàu gỗ nghi là tàu cổ. Người dân Hội An cũng nghi ngờ rằng đây là ghe bầu gắn với hoạt động thương mại ở Hội An xưa. Được biết, xác tàu được phát hiện tại bờ biển khối Tân Thành, phường Cẩm An vào ngày 26 tháng 12. Khu vực phát lộ xác tàu là bãi biển nằm trước một resort. Tại đây, xác tàu gỗ chưa phát lộ hết, phần lớn còn nằm chìm dưới cát. Một hình hài của tàu gỗ lộ ra với các thanh gỗ trụ quanh thân đen bóng và cứng chắc. Ông Nguyễn Văn Nam, một ngư dân địa phương cho biết, từ xa xưa ông đã nghe chuyện tàu cổ chìm ở khu vực biển của phường. Rất nhiều người đã lặn trúng đồ gốm sứ của thuyền buôn ngày xưa. Rất đông lão niên, người dân địa phương khi nghe tin có xác tàu cổ đã đổ ra biển xem. Họ đều phỏng đoán và chung quan điểm đây là xác tàu cổ có niên đại từ khoảng vài trăm năm, là thuyền buôn thời xa xưa. Hiện địa phương đã cử lực lượng canh gác xác tàu gỗ, đồng thời báo cáo lên thành phố Hội An để các cơ quan chức năng vào cuộc thăm dò xác định cụ thể.